10 điều có thể bạn chưa biết về các đấu sĩ La Mã. Các trận chiến của đấu sĩ là hình thức giải trí nổi tiếng và gây tranh cãi nhất của nền văn minh La Mã cổ đại. Những người đàn ông này, với cuộc sống ngắn ngủi và đầy bạo lực trên đấu trường, từng được ca ngợi như những vị anh hùng. Họ là hiện thân của lòng dũng cảm và sức mạnh thể chất, những phẩm chất được đề cao trong xã hội La Mã. Tuy nhiên, họ cũng bị coi là man rợ và thiếu văn hóa bởi nhiều sử gia đương thời. Bên cạnh đó, dù đa số đấu sĩ xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, nhưng cũng có những người là quý tộc và thường dân tự do. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số sự thật thú vị về những đấu sĩ La Mã cổ đại các bạn nhé. Không phải lúc nào họ cũng bị bắt làm nô lệ. Không phải tất cả các đấu sĩ đều bị xích đến đấu trường. Trong thời La Mã cổ đại, hầu hết những người tham chiến ban đầu là những nô lệ hoặc tội phạm bị buộc phải chiến đấu, những người không có quyền lựa chọn và bị bắt đến đấu trường. Tuy nhiên, các dòng chữ khắc trên bia mộ cho thấy rằng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, nhân khẩu học của các đấu sĩ đã bắt đầu thay đổi. Nhiều người tự do, bao gồm cả những người đàn ông trẻ tuổi, cựu binh, thậm chí cả quý tộc, cũng bắt đầu tình nguyện ký hợp đồng với các chủ sở hữu trường đấu sĩ. Họ bị thu hút bởi cảm giác hồi hộp của trận chiến và tiếng hò reo náo nhiệt của đám đông. Những người này hy vọng có thể giành được vinh quang và tiền thưởng hậu hĩnh từ việc chiến thắng các trận đấu. Là một phần của nghi thức tang lễ. Nhiều sử gia cổ đại mô tả những cuộc chiến của đấu sĩ La Mã là một trò du nhập từ người Etruscans. Nhưng hầu hết các nhà sử học hiện đại lại cho rằng những trận đấu của các đấu sĩ thực chất là bắt nguồn từ nghi lễ hiến tế máu được tổ chức tại đám tang của các quý tộc La Mã giàu có. Theo truyền thống, khi một quý tộc quyền lực qua đời, gia đình ông ta sẽ tổ chức các cuộc đọ sức giữa những người nô lệ hoặc tù nhân bị kết án ngay trên mộ phần như một hình thức điếu văn đẫm máu nhằm tuyên dương cho những đức tính mà người quá cố đã thể hiện khi còn sống. Theo các học giả La Mã như Tertullian và Festus, điều này xuất phát từ niềm tin rằng máu của con người có thể thanh tẩy linh hồn người đã khuất. Những cuộc đấu tay đôi này vì thế đóng vai trò như một sự thay thế thô thiển cho nghi thức tế sống con người. Sau đó, các trò chơi tang lễ đã được mở rộng quy mô dưới thời Julius Caesar. Chính Caesar đã tổ chức hàng trăm trận đấu để vinh danh người cha và con gái đã mất của mình. Khi hoàng đế La Mã Augustus lên nắm quyền lực tối cao ở Rome, các trận đấu này đã thay đổi hoàn toàn. Michael J. Carter, giáo sư ngành cổ điển học tại Đại học Brock ở Ontario, Canada giải thích, Augustus đã tách rời các trận đấu ra khỏi bối cảnh tang lễ ban đầu và biến chúng thành một phần thường xuyên trong thói quen giải trí tại Rome. Sự thay đổi này đã tạo ra một số đấu sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử La Mã cổ đại như Spartacus, Speculus, Marcus Atilius, v.v. Những trận đấu này cực kỳ thu hút sự chú ý của công chúng La Mã. Đến cuối thế kỷ 1, trước công nguyên, các quan chức nhà nước La Mã đã bắt đầu tài trợ cho các trận đấu như một cách để thu hút sự ủng hộ của quần chúng. Không phải lúc nào họ cũng chiến đấu đến chết. Những bộ phim Hollywood thường mô tả các trận đấu của đấu sĩ La Mã như những cuộc chiến sinh tử đẫm máu. Nhưng thực tế, hầu hết các trận đấu lại tuân theo những quy tắc và quy định khá nghiêm ngặt. Các cuộc thi thường là cuộc đối đầu 1-1 giữa hai đấu sĩ có kích thước và kinh nghiệm tương đương. Các trọng tài giám sát trận đấu và có thẩm quyền dừng cuộc chiến ngay khi một đấu sĩ bị thương nặng. Thậm chí trận đấu có thể bị tuyên bố là hòa nếu đám đông cảm thấy chán nản trước một trận chiến kéo dài quá lâu. Trong một số trường hợp hiếm hoi, cả hai đấu sĩ đều có thể rời đấu trường một cách danh dự nếu họ đã trình diễn một màn chiến đấu tuyệt vời, thỏa mãn khán giả. Lý do là vì các nhà tài trợ tốn rất nhiều chi phí để nuôi dưỡng và đào tạo đấu sĩ, nên họ không muốn thấy các đấu sĩ bị giết một cách vô nghĩa. Những huấn luyện viên thường dạy các chiến binh cách gây thương tích, chứ không phải giết chết đối phương. Bản thân các đấu sĩ cũng tránh gây tổn thương nghiêm trọng lẫn nhau để bảo vệ đồng đội. Tuy nhiên, cuộc sống của đấu sĩ vẫn rất ngắn ngủi và tàn bạo, hầu hết chỉ sống đến giữa độ tuổi 20. Các nhà sử học ước tính khoảng 1/5 đến 1/10 số trận đấu sẽ dẫn đến cái chết của một trong hai đấu sĩ. Cử chỉ dislike nổi tiếng. Nếu một đấu sĩ bị thương nặng hoặc ném vũ khí xuống đầu hàng, số phận của anh ta sẽ nằm trong tay đám đông khán giả. Trong các trận đấu được tổ chức tại đấu trường La Mã, hoàng đế có quyền quyết định cuối cùng rằng đấu sĩ thất bại có bị xử tử hay không. Tuy nhiên, các nhà cầm quyền và người tổ chức thường để cho đám đông quyết định số phận của đấu sĩ.
Các bức tranh và phim ảnh thường mô tả đám đông có cử chỉ không thích khi họ muốn kết liễu một đấu sĩ, nhưng điều này có thể không chính xác. Một số nhà sử học cho rằng dấu hiệu của cái chết thực ra là ngón tay cái đưa lên, trong khi nắm tay khép lại với hai ngón tay duỗi thẳng. Ngón tay cái hướng xuống hoặc thậm chí vẫy khăn tay có thể là tín hiệu khoan hồng. Dù cử chỉ nào được sử dụng, nó thường đi kèm với tiếng la hét ầm ĩ, tha cho hắn đi hay giết hắn đi. Nếu đám đông yêu cầu cái chết, đấu sĩ chiến thắng sẽ tiến hành một đòn đâm chí mạng bằng cách xuyên vũ khí vào tim đối phương hoặc đâm thẳng vào vai hoặc cổ họng. Các đấu sĩ được phân loại rõ ràng. Vào thời điểm đấu trường La Mã mở cửa vào năm 80 sau Công Nguyên, các trận chiến đấu sĩ đã phát triển từ những trận chiến tự do cho đến chết thành một môn thể thao có tổ chức. Các chiến binh được phân loại dựa trên thành tích, kỹ năng và kinh nghiệm, hầu hết đều chuyên biệt hóa vào một phong cách chiến đấu và bộ vũ khí cụ thể. Phổ biến nhất là các đấu sĩ Thrax và Mermillo, chiến đấu bằng kiếm và khiên. Cũng có các đấu sĩ cưỡi ngựa, chiến đấu trên xe ngựa kéo, và Dimacheros có thể sử dụng hai thanh kiếm cùng lúc. Độc đáo nhất có lẽ là đấu sĩ Retiarius, chỉ được trang bị lưới và cây đinh ba. Họ cố gắng bắt lấy đối thủ trong lưới rồi tấn công triệt hạ sau, nhưng nếu thất bại thì họ gần như không có khả năng tự vệ. Họ hiếm khi chiến đấu với động vật. Đấu trường La Mã và các đấu trường khác thường gắn liền với những cuộc săn bắt động vật tàn bạo, nhưng hiếm khi có sự tham gia của các đấu sĩ. Việc đối đầu với thú dữ được dành riêng cho các đấu sĩ chuyên biệt, gọi là Venatores và Bestiari, những người chiến đấu với mọi loài từ hươu, đà điểu, cho đến sư tử, cá sấu, gấu và thậm chí là cả voi. Các cuộc săn thú thường diễn ra như sự kiện mở màn cho các trận đấu. Có rất nhiều sinh vật bị tàn sát trong một buổi biểu diễn. 9.000 con vật đã bị giết trong buổi lễ khai trương đấu trường La Mã, kéo dài 100 ngày, và 11.000 con khác sau đó bị giết trong lễ hội 123 ngày do Hoàng đế Trajan tổ chức vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Trong khi hầu hết động vật chỉ bị giết để giải trí, một số khác được huấn luyện để biểu diễn những trò xiếc hoặc thậm chí là chiến đấu với nhau. Động vật hoang dã cũng là phương thức hành quyết phổ biến. Tội phạm bị kết án và người theo đạo Cơ Đốc thường bị ném cho chó, sư tử, gấu xé xác làm trò vui cho đám đông. Phụ nữ cũng chiến đấu. Các nhà sử học không rõ phụ nữ lần đầu tham gia làm đấu sĩ là vào thời điểm nào, nhưng đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong các trận đấu. Mặc dù không được coi trọng trong xã hội La Mã phụ hệ, một số ít nữ đấu sĩ đã chứng tỏ được bản thân trong các trận chiến lớn. Một bức phù điêu đá cẩm thạch của thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên đã mô tả cuộc giao đấu giữa hai nữ chiến binh tên là Amazon và Achillea. Theo lời khắc, họ đã chiến đấu cho đến khi hòa trong danh dự. Phụ nữ cũng tham gia săn bắt thú, nhưng thời kỳ hoạt động của họ có lẽ đã kết thúc vào khoảng năm 200 sau Công Nguyên, khi Hoàng đế Septimius Severus cấm họ tham dự các trận đấu. Một số đấu sĩ tự tổ chức thành công đoàn. Mặc dù phải thường xuyên ra tay sát hại lẫn nhau trong những trận chiến sinh tử, các đấu sĩ La Mã vẫn coi nhau như anh em và một số thậm chí còn thành lập các hiệp hội với người thủ lĩnh do chính họ bầu ra và thờ các vị thần bảo hộ riêng. Khi một chiến binh ngã xuống trong trận đấu, các hiệp hội này sẽ đảm bảo đồng đội của họ sẽ được tổ chức tang lễ trang trọng và có bia mộ tưởng niệm công lao. Nếu người quá cố có vợ con, thì gia đình họ cũng sẽ được bồi thường bằng tiền để vượt qua sự mất mát. Một số hoàng đế đã tham gia vào các trận chiến dàn dựng. Tổ chức những trận đấu giữa các đấu sĩ là cách dễ dàng để những hoàng đế La Mã chiếm được tình cảm của người dân. Nhưng một số ít hoàng đế còn đi xa hơn và tự mình tham gia chiến đấu. Những hoàng đế từng xuất hiện trên đấu trường bao gồm Caligula, Titus và Hadrian, mặc dù có khả năng là trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Là một kẻ điên cuồng, hoàng đế Commodus thường cố gắng gây ấn tượng với đám đông bằng cách giết gấu và báo đốm từ vị trí an toàn trên một bục cao. Ông cũng tham gia một số trận đấu với các đấu sĩ, thường là những đấu sĩ kém kinh nghiệm hoặc thậm chí cả khán giả bị bắt ép phải chiến đấu. Sau mỗi chiến thắng dàn dựng này, Commodus tự thưởng cho bản thân một khoản tiền khổng lồ là 1.000.000 sester La Mã. Các đấu sĩ thường trở thành người nổi tiếng. Mặc dù bị các sử gia La Mã mô tả là những người dã man và thiếu văn hóa, nhưng các đấu sĩ lại rất được ngưỡng mộ trong tầng lớp bình dân. Hình ảnh của họ được khắc họa trên tường ở khắp nơi như một biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm.
Trẻ em thường chơi với hình nhân đấu sĩ làm từ đất sét và những đấu sĩ thành công nhất thậm chí còn được mời làm đại diện cho các sản phẩm, tương tự như những vận động viên nổi tiếng ngày nay. Các đấu sĩ cũng nổi tiếng với khả năng khiến phụ nữ La Mã ngất ngây. Những bức tranh tường ở Pompeii còn mô tả một võ sĩ bắt các cô gái vào ban đêm bằng lưới của anh ta và một võ sĩ khác là niềm vui của tất cả các cô gái. Nhiều phụ nữ đeo kẹp tóc và các đồ trang sức khác nhúng trong máu của đấu sĩ và một số thậm chí còn trộn mồ hôi của đấu sĩ vào kem dưỡng da mặt và các loại mỹ phẩm khác. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha!